khó khăn. Đường đẹp lắm. Sư thầy vẫn rất là quá. Nho rồng á, phải chào là gì chị nhỉ? Chào là gì bà ơi? Nho rồng. Nho rồng, nho rồng. Trẻ này, có gia đình chưa? Chưa. Chưa hả? Mấy tuổi? 16 tuổi hả? Ừ, đúng rồi. Chưa có gia đình là đúng nhỉ. Chào các bạn, hôm nay mình theo đoàn từ thiện ở dưới Sầm Sơn lên một bản ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, thiện nguyện trên xã. Thầy ơi, con hỏi là thầy ở chùa nào thầy nhỉ? À, thầy ở chùa Hồi Long Hoàng Hóa. À, thầy ở chùa Hồi Long Hoàng Hóa. À, theo chân thầy đi. Đi thiện nguyện. Cảm ơn thầy em. Đường hơi khó khăn nên vừa đi bộ vừa đi xe máy. Đường vào Suối Học đi các bạn, khá khó khăn. Đường đẹp lắm. Sư thầy vẫn rất lạc quan. À, thế là thầy lên lần này là lần hai hả? Không, phải đi nhiều lần. À, trên lần trên đây. Lần này, lần à rồi. Năm nay thì lần này lần thứ hai. À. Phải đi từ năm 2015 đến giờ nhiều lần. Thầy giáo là dạy môn gì? Em dạy môn vật lý. Lý. Dạ. Em về từ Phạm Lý. Dạ. Người gốc ở đâu? Em gốc Thọ Xuân. Sau một chặng đường dài vất vả thì bọn mình đã đến trường tiểu học Trung Lý 1, khu Suối Học. Đến đây thì các bà con với các em nhỏ đã chờ, đã ngồi ở đây sẵn rồi. Các em nhỏ đã chờ sẵn rồi. Đây là trường tiểu học Suối Học. Nó mới áo mầm non đâu. Đấy, cô ghi mầm non này này. Quả thiện nguyện. Đây là lo thôi lại này đi. Thế trong lúc chờ đợi mọi người phát quà
thì mình review một nhà hộ dân ở ven đường. Đây các bạn, một nhà dân ở ven cạnh trường. Ở khu suối Học, trường tiểu học Trung Lý 1. Đây. Bên này cũng là một nhà dân. Đây. Đây, niềm vui của các em khi nhận được quà. Ôi ôi, xinh gái thế. Ôi, giờ mỏi thế thả tay. Đấy, các em cầm được kẹo, các em vui, mặt đang còn đang ngơ ngác. Đây các bạn, thật sự là rất yêu mến, thương mến các em ở trên này. Đây, các em trường tiểu học ở trên này. Đây, đây, mặt các con còn đang ngơ ngác. Rồi thôi, các con hạ tay xuống được rồi. Rồi. Rồi, chờ cháu nữa nhận quần áo đây nữa nhá. Đây, cháu nữa thầy phát quần áo cho các con. Nho rồng à. Ê, phải chào là gì chị nhỉ? Chào là gì bà ơi? Nho giòn. Nho giòn, nho giòn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 65. 65 ạ? À dạ. Trang phục người Mông đẹp quá. Và mặc đẹp. Đây em nhỏ vào đi. Vào nhận quà đi con. Đi nhận quà. Nó không đàn nhiên nó còn lấy cái bóng. Ôi ôi, ăn kẹo kìa. Em là mấy tuổi rồi, mình lập gia đình rồi, mấy tuổi em? 17 hả? 17. Mấy đứa con rồi em? Hả? À, đứa đầu tiên hả? Em lập gia đình năm mấy tuổi? Năm 13 hả? Hay 14? 14 tuổi lập gia đình hả? 14 tuổi lấy chồng hả? Không phải, em 16 tuổi, sắp sang 17 tuổi. À, 16 tuổi sắp sang 17 mới cưới hả? À, rồi. Thì có bạn nào 13 tuổi mà lấy không? Không, ở đúng rồi, mình không nên lập gia đình sớm quá nha. 18 tuổi là đẹp, đúng không em? Em vào nhận quà cho các cháu đi. À, đi. À. Ngồi đây nào. Đây, luôn 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 luôn. Rồi, cho mượn người cho không biết là người nào thôi. Đấy, lấy thêm nha, tí nữa ta lấy thêm nha. Em tạm nè, tí nữa mọi người tiếp tục cao nha. Đây em gái trẻ này, có gia đình chưa? Chưa hả? Mấy tuổi? 16 tuổi hả? Ừ đúng rồi, chưa có gia đình là đúng nhỉ. Nhìn bà đang ngắm các cháu. Chào bà. Nho giòn. À. Chào bà. Đấy, bà đang ngắm các cháu nhận quà. Ai, các con có mũ mùa đông mặc ấm rồi nhé. Oh, 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 oh
các cháu nhận được quà bà phấn khởi không? Phấn khởi ạ. Cô nhận quà cho cháu đi. Hành trình theo chân đoàn từ thiện đến xã Suối Hầu, à đến bản Suối Hầu, trường tiểu học Trung Lý 1, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Mình xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.